Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Câu chuyện quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 3 tháng 12 năm 2021, Lào đã khai trương tuyến đường sắt tốc độ cao Lào-Trung Quốc. Truyền thông Lào gọi đây là món quà từ chính phủ Trung Quốc cho quốc gia láng giềng nhân kỷ niệm 60 năm quan hệ Lào-Trung Quốc, cũng như đánh dấu bước phát triển nhảy vọt theo hướng hiện đại của quốc gia Đông Nam Á. Bộ trưởng Bộ Công chính và Giao thông Lào Vieng Savat Siphadon tự hào nói, Lào đã bước sang một kỷ nguyên mới của vận tải đường sắt và hiện đại hóa ngành giao thông vận tải. Trước đó một ngày, các nhà sư đã tới tụng kinh và vẩy nước ban phước lành cho các đoàn tàu đỗ tại ga Viêng Chăn. Tuyến đường sắt với chiều dài hơn 1.000 km nối thành phố Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc tới thủ đô Viêng Chăn của Lào. Đoạn chạy trên đất Lào dài 414 km nối thủ đô Viêng Chăn với thị trấn biên giới Bò Tèn thuộc tỉnh Luông Nậm Thà, giáp tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Tuyến đường này là một phần trong sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc với tham vọng kết nối Côn Minh tới Bangkok và cảng Liêm Cha Bang của Thái Lan, sau đó kết nối với Singapore trên tuyến đường sắt xuyên Á dài 5.500 km. Được khởi công từ năm 2016, dự án đường sắt tốc độ cao Lào-Trung Quốc với hợp đồng ban đầu trị giá 1,2 tỷ đô la. Dự án hoàn thành sau 5 năm thi công bởi Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc với tổng trị giá tăng lên 6 tỷ đô la Mỹ. Dự án đường sắt cao tốc ở Lào được thiết kế theo tiêu chuẩn cấp 1 đường sắt đơn khổ 1435mm. Tuyến đường sắt có thể chạy với vận tốc 160 km/h đối với vận tải hành khách và 120 km/h đối với vận tải hàng. Mỗi đoàn tàu khách có 9 tòa, gồm một khoang đầu máy, một tòa hàng ăn, một tòa hạng nhất và 6 tòa hạng hai, được sơn với 3 màu đại diện cho quốc kỳ của Lào là đỏ, xanh nước biển và trắng. Tòa hạng nhất có 56 chỗ ngồi, dài 28,4 m, trọng lượng 57,7 tấn. Tải trọng 5,1 tấn. Trong khi đó, tòa phổ thông có 98 chỗ ngồi và dài 26,3 mét, nặng 52,4 tấn, tải trọng 8,9 tấn. Bên trong tòa hành khách được trang bị ghế đệm bọc nỉ, thiết kế cách điệu từ hoa champa, biểu tượng của đất nước Lào. Ngoài ra, còn được trang bị nhiều thiết bị hiện đại như bảng điện tử thông báo vị trí, tốc độ, thời tiết, ổ điện, cổng sạc USB và Wi-Fi. Do địa hình phía Bắc Lào chủ yếu là đồi núi, dốc cao và để đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như an toàn cho tàu, đơn vị thi công đã xây dựng 170 cây cầu, 75 đường hầm và 10 nhà ga. Trong quá trình xây dựng tuyến đường, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đường sắt Lào, Trung Quốc, đơn vị liên doanh vận tải tuyến đường sắt đã đào tạo cho hơn 600 học viên của Lào về lái tàu, xây dựng biểu đồ và bảo trì đường sắt. Công ty này sẽ chịu chi phí bảo trì và các rủi ro khác trong thời gian nhượng quyền 50 năm trước khi bàn giao dự án lại cho chính phủ Lào. Công ty có thể yêu cầu chính phủ Lào gia hạn nhượng quyền khai thác. Tuyến đường sắt tốc độ cao Lào-Trung Quốc được xem là yếu tố thay đổi cuộc chơi. Những giá trị kinh tế mà dự án này đem đến cho Trung Quốc và Lào là vô cùng lớn. Đối với Trung Quốc, sức hấp dẫn về mặt kinh tế và địa chiến lược của tuyến đường sắt cao tốc này là khá lớn. Nó sẽ cho phép vận chuyển hàng hóa từ phía Nam và Tây Nam Trung Quốc đến các thị trường Đông Nam Á lục địa mà không phải phụ thuộc vào hàng không hay các tuyến vận tải biển đường dài. Tương tự trường hợp tuyến đường sắt được đề xuất nối Vân Nam với Bang Rakhai ở bờ biển phía Tây Myanmar và từ đó đến Ấn Độ Dương, tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào sẽ cung cấp cho Trung Quốc nhiều lựa chọn về vận tải và hậu cần hơn nhằm tiếp cận các thị trường và các nền kinh tế ở phía Nam và Tây nước này. Theo tính toán của Ngân hàng Thế giới, tuyến đường sắt cao tốc Côn Minh-Viêng Chăn này có thể giúp tăng lưu lượng mậu dịch giữa Trung Quốc và Lào từ 1,2 triệu tấn hàng hóa năm 2016 lên mức 3,7 triệu tấn vào năm 2030. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới năm 2020 cũng cho thấy tuyến đường sắt cao tốc Lào-Trung Quốc có thể giảm 40-50% chi phí vận tải giữa Côn Minh với Viêng Chăn và giữa Côn Minh với cảng Liêm Cha Bang của Thái Lan. Dự án được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế Lào, trở thành chìa khóa vàng giúp kết nối Lào với Trung Quốc, các quốc gia thành viên ASEAN khác, cũng như ảnh hưởng tích cực tới khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc và chương trình hợp tác kinh tế tiểu vùng Mekong mở rộng. Với thời gian di chuyển bằng tàu từ Viêng Chăn tới thị trấn Bò Tèn giáp biên giới Trung Quốc chỉ còn 4 tiếng so với 15 tiếng nếu đi bằng ô tô. Đối với nhiều người Lào, đường sắt cao tốc không hẳn là lựa chọn giá rẻ nhất, nhưng họ được trải nghiệm trong khoang tàu cao tốc sang, xịn, mịn, lại có điều hòa mắt rượi, tiết kiệm được thời gian và sức lực khi hành trình nhanh chóng, dễ chịu hơn. Tuyến đường sắt cao tốc cũng mở ra cơ hội cho ngành du lịch của Lào. Tuyến đường sắt này kết nối thủ đô Viêng Chăn của Lào với những điểm đến hàng đầu dành cho du khách như Vang Viêng, nơi nổi tiếng với những ngọn núi đá vôi cao chót vót, Luông Pha Bằng, cố đô đầy quyến rũ của Lào, hay Luông Nậm Thà, nơi các bộ tộc thiểu số sinh sống và nổi tiếng với các hoạt động du lịch sinh thái. Một số chuyên gia trong ngành du lịch ước tính hàng triệu du khách Trung Quốc sẽ tới quốc gia ASEAN này trong thời gian tới. Nhiều người trong số đó sẽ sử dụng tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào. Tuy nhiên, một số chuyên gia cảnh báo lợi ích kinh tế mà tuyến đường sắt mang lại cho Lào có thể không lớn như kỳ vọng và nước này có khả năng gặp khó khăn khi trả các khoản vay cho Trung Quốc. Chi phí của dự án đường sắt Trung Quốc-Lào khoảng 6 tỷ đô la, trong đó 60%, tương đương 3,5 tỷ đô la là vay từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc.
hơn 40%, tương đương 2,4 tỷ đô la, hiện được tài trợ bằng vốn chủ sở hữu dưới dạng một công ty phục vụ mục đích đặc biệt. Công ty này là một liên doanh giữa ba công ty nhà nước Trung Quốc và một doanh nghiệp nhà nước của Lào. Doanh nghiệp của Lào nắm 30% vốn trong liên doanh. Để tài trợ cho phần vốn đó, chính phủ Lào đã chi 250 triệu đô la từ ngân sách quốc gia và vay khoản vay thứ hai trị giá 480 triệu đô la từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc. Do đó, tổng khoản nợ của Lào đối với Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc cho dự án đường sắt là hơn 1,5 tỷ đô la. Đây là một khoản tiền lớn đối với Lào, một quốc gia có GDP danh nghĩa khoảng 20 tỷ đô la và dự trữ ngoại hối chính thức khoảng 1,1 tỷ đô la. Để tuyến đường sắt mang lại ý nghĩa kinh tế, doanh thu mà nó tạo ra phải đủ để cho phép Lào trả lại các khoản vay này. Advisan Wanik, giám đốc trung tâm nghiên cứu thương mại quốc tế tại Đại học Phòng Thương mại Thái Lan, dự đoán Lào sẽ chỉ nhận được khoảng 40% thu nhập từ du lịch nhờ dự án đường sắt cao tốc này, bởi hầu hết các doanh nghiệp du lịch tại Lào đều do người Trung Quốc làm chủ. Trung Quốc sẽ hưởng lợi nhiều hơn so với Lào từ việc vận hành tuyến đường sắt. Tháng 1 năm 2017, Quỹ tiền tệ quốc tế đã từng cảnh báo nguy cơ Lào phải đối mặt với áp lực vỡ nợ nước ngoài tăng từ mức trung bình lên mức cao. Trong báo cáo tham vấn về Lào được công bố vào tháng 8 năm 2019, Quỹ tiền tệ quốc tế cũng lưu ý nguy cơ về áp lực vỡ nợ vẫn tăng. Gần đây, một nghiên cứu của Viện Lowy về tác động của sáng kiến vành đai và con đường lên mức nợ của các quốc gia khác nhau đã chỉ ra tổng số nợ mà Lào nợ Trung Quốc chiếm khoảng 45% GDP của Lào. Con số này cao hơn con số của tất cả các quốc gia khác được xem xét trong nghiên cứu, bao gồm Campuchia, Cộng hòa Dân chủ Congo, các nước châu Phi và Nam Thái Bình Dương. Khi chính phủ Lào lần đầu tranh luận về dự án đường sắt cao tốc vào năm 2013, năm mà Trung Quốc công bố sáng kiến vành đai và con đường, một số báo cáo cho rằng Lào sẽ dùng các mỏ khoáng sản ngầm làm tài sản thế chấp cho khoản vay. Vì vậy, nếu doanh thu từ tuyến đường sắt không đủ để trả nợ, bên cho vay sẽ có quyền khai thác khoáng sản như một phương thức thay thế để đảm bảo việc trả nợ. Dù điều này có hay không được nhắc đến trong các điều khoản tài trợ vốn của tuyến đường sắt, một dự án không được bảo lãnh bởi chính phủ, nó vẫn làm dấy lên nỗi ám ảnh về khả năng vỡ nợ từng thấy ở các quốc gia khác. Các trường hợp vỡ nợ đó đã dẫn đến việc Trung Quốc nắm quyền sở hữu các tài sản hạ tầng quan trọng mang tính chiến lược. Tương tự các quốc gia Đông Nam Á khác, Lào càng ngày càng lo lắng về ảnh hưởng kinh tế mạnh mẽ của Trung Quốc và mức độ mà nền kinh tế của họ bị nuốt chửng bởi nền kinh tế của người láng giềng quyền lực phương Bắc. Trong nhiều năm qua, Trung Quốc đã bơm hàng tỷ đô la Mỹ vào các lĩnh vực như thủy điện, nông nghiệp, khai thác mỏ và xây dựng tại Lào nhằm tạo nền tảng cho chiến lược con đường tơ lụa đang được triển khai. Sự hiện diện ngày càng tăng của người Trung Quốc ở các khu vực biên giới phía Bắc Lào cũng mang đến những lo ngại. Đặc biệt, ước tính có khoảng 3-4 triệu người Trung Quốc đang sống và làm việc tại Lào. Con số này có thể tăng lên 10 triệu sau khi tuyến đường sắt Lào-Trung Quốc đi vào hoạt động. Một lo ngại khác mà các chuyên gia nêu ra là tác động của tuyến đường sắt tới môi trường sống của người Lào cũng như các danh lam thắng cảnh của nước này. Khi đoàn tàu tốc độ cao nhiều khả năng sẽ mang tới đây một làn sóng du khách khổng lồ. Họ cảnh báo tình trạng phát triển du lịch quá mức sẽ mang đến những rủi ro nhất định, đặc biệt là tại những khu vực nổi tiếng với bầu không khí yên tĩnh và cảnh quan thanh bình như di sản thế giới Luông Pha Băng hay Vang Viêng. Cả hai nơi đều có ga dừng trên tuyến đường sắt cao tốc Lào Trung và được dự đoán sẽ trải qua những thay đổi lớn.